Xin chào bạn, trong nội dung này mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm kiếm trong phạm vi một project, tức là a search everywhere. Cái công việc của chúng ta, mục đích của nó tức là gì? Chúng ta muốn tìm kiếm một cái file nào đó, hiểu đơn giản như thế. Trong cái clip trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm kiếm trong phạm vi một file, thì tìm kiếm cái thành phần về biến, về phương thức, vân vân. Thì bây giờ chúng ta tìm kiếm các file có trong project. Ok, cái cú pháp của ta thực hiện cực kỳ là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ ấn cái phím shift 2 lần nha. Chúng ta ấn phím shift. Đấy, cái shift này các bạn ấn nó 2 lần. Ok, sau đó chúng ta điền thông tin vào. Bây giờ chúng ta thử luôn. Giả sử là ở trong cái drawable ấy, nó có những cái ví dụ IC launcher này, ở trong bitmap này nó cũng có cái launcher PNG các thứ đây này. Bây giờ mình sẽ thử search xem là ấy, mình đang ở trong main activity, mình muốn search xem là cái năng này nó như thế nào, để có ở trong project hay không. Thì mình sẽ thực hiện như sau. Ấn phím shift 2 lần, nhấn liền. Đó, thì nó sẽ hiển thị ra cái này. Bây giờ mình sẽ ghi vào đây, ví dụ như là IC gạch dưới. Đấy, thì các bạn cứ gõ và nó sẽ tự động nó tìm. Ok, là các bạn tìm ở đây xem cái nào, nó còn chỉ rõ là ở trong cái thư mục nào luôn đây này. Đây, bây giờ mình giả sử là mình tìm thấy như này rồi. Ồ, mình tìm cái này. Đó, kích vào nó ra này. Ok, hay không? Tiếp theo này, giả sử là ở trong cái value nó có cái file color. Bây giờ mình sẽ thử từ trong cái một cái mình tắt hết cái này đi nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ thử xem. Đó, ok, bây giờ mình sẽ tìm color. Đấy, thì nó sẽ hiển thị ra rất là nhiều cái liên quan đến color. Và hiện tại thì mình đang tìm là color.xml, thì có chữ s colors.xml. Thì ok, tìm ra đây rồi, kích vào. Đó, thấy chưa? Rất là hay phải không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc cái clip này đây.